Hello mọi người. Cứ nhìn qua đây hoài, mình nói một câu thôi mà. Rồi để ta. Hello mọi người, welcome back to my channel. My today the whole video is gonna be in English. She's capping. No cap bro. Oh god, bad. Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ get ready để mình nấu một bữa ăn cuối năm cùng với mình và các bạn và mẹ của mình. Let's go! Và đây là Trang Anh 2303. Sao mày mới dơ gì? Và chúng mình sẽ get ready cùng nhau. Khi mình sẽ concealer. No. Gì? Ok mọi người, mình sẽ học theo cách của Trang Anh là mình sẽ blush chứ. Đây đẹp quá ha. Hôm qua Trang Anh đã giận mình. Lấy xem, tại sao nè? Anh trả lời. Mình ngủ dưới đất đó cả nhà. Nhấn mạnh mình ngủ dưới đất. Không, nó tự xuống ngủ chứ là mình không có. Người ta tự xuống ngủ thì ngoài chung ai ép tao. Nói chung là xui thôi mọi người ơi. Nó đạp tao xuống giường á má ơi. Cái tình... giường nhỏ xíu mà cái chân gác qua hết cái chỗ người ta. Cắt xong nó còn giật mời của tao nữa. Nó tới 2 giờ sáng rồi mọi người. Ủa 2 giờ sáng tao không cần ngủ vậy? Dạ này mọi người sao rồi? Mình thì đi ăn New Year ở New York luôn. Bị mẹ mình lên. Cái tuần trước đó là mình thi dữ luôn. Tính ra là hôm nay là thứ năm hả? Thứ tư thi, thứ hai đi chơi. Nói chung là cái tuần đó là kinh khủng. Không ăn gì hết. Thật ra là có. Nó hơi lố nhưng mà ăn một ngày một bữa. Đi ăn nhà hàng người ta. Mình ăn cái nhà hàng ở Soho. Nó cũng ngon nhưng mà giá nó không ngon lắm. Hơi buồn. Nó đi thôi. Thôi. Tiền có thể quay lại, mình vô không bao giờ quay lại được. Chắc không. Chắc mua cái túi mới đi. Em mua rồi rồi, cái thấy mặt tươi lại liền. Chưa mua nổ. Hôm qua đi Sephora thấy cười tươi tét tét miệng luôn mà ta. À để mình insert một cái hình ở Sephora của mình cho mọi người ở đây nha. Tinh tinh. Kỳ sau mình sẽ đi làm research assistant ở trường mình. Lương thì minimum wage nhưng mà có tiền là được. Mình ăn một bữa có tiền minimum wage rồi thôi. No. Biết quên gì rồi. Quên cái đồ tán. Mình sẽ quay lại cho một chút xíu. Trời ơi mọi người ơi, mình nói mọi người nghe. Nó kêu mình có phim với nó rồi, mình chơi là ok tối nay có phim nha. 5 phút sau mọi người cũng mất tiền. Trời mọi người ơi, để mình kể hồi nó qua. Nó hồi qua đôi mình ở Boston nó chơi. Nó cũng ngủ trên giường, giường nằm ba. Giường mình là giường bự rồi nha. Giường bự sao mấy kiểu. Kiểu mấy college dorm đồ là một phát. Nó nằm trong góc rồi nha, nhưng vẫn không chịu. Nằm trong góc mà nó giật hết chỗ. Trời ơi, nó trời ơi, nó nằm. Hai bạn ơi, chết lại đây. Shut up. À mình mới đi xem tarot. Buồn. Xem cho năm mới mà hết hơi ấy, hơi buồn. Nhưng mà thôi mình cứ để nó xem cho mình như thế nào. Từ lúc trò chứ anh qua đây là tụi mình ngồi trong common room này nhiều hơn ở trong phòng. Vì sao bây giờ nó rộng như vậy? Hôm qua mình coi cái gì ta? Mọi người biết nào các bạn ơi. Ok, mình coi cái phim này nè. Tinh tinh. Mình chưa coi hết mà mình ngủ mất tiêu rồi. Mình dành 3 ngày để mình coi phim đó luôn. Đầu tiên mình sẽ insert hình mình ngủ ở đây. Cái tạo khố của mình đang xài là của Fenty Beauty.
chơi, mình được bạn mình giới thiệu quá, xong cái gì mình dính tới giờ nó quá là đẹp đi, cái này nó tiện á, với lại cái tông màu nó hợp với da của châu Á. Mình mới vừa đem một cái camera từ Việt Nam qua để mình làm gì? Để mình quay YouTube. Nhưng mà mình sẽ quay những cái video sau, có thể mình sẽ quay bằng camera và điện thoại. Cái hôm nay sẽ có trip đó, nhưng mà trip đã đi về nhà cậu. Trip đã bỏ rơi cho anh ở đây được 2 ngày rồi. Mình cảm thấy rất là vui. Cái gì? Bây giờ mình sẽ kẻ lông mày. Mình kẽ lông mày sao mà chiếc chêu gọi cứ nhìn như là thác cải lương. Mấy nay mình không phải lười là quay video, mình ôn thi nên là mình không có thời gian. Xảo em, thi xong mấy tuần rồi? Mình ôn thi nên mình không có thời gian mình quay. Xong rồi mình cũng đón mẹ mình nữa. Mình cũng định quay một cái video là đón mẹ mình ở sân bay á, mà mình quên. Mình đi được nửa đường rồi mình mới nhớ là ồ, mình thấy qua YouTube. Xong mình kêu là thôi, hẹn đợt sau. Nhưng mình vui lắm luôn á, tại YouTube thì có Vlogmas nữa. Hả? Christmas rồi. Năm sau, hứa hẹn sẽ là năm sau. Có thể là không biết mình... Sao còn nữa đây không ta? Năm sau hả? Ôi, năm sau định vào Việt Nam ăn Giáng sinh. Bữa mình dẫn mẹ mình đi cây thông á. Cây thông của Rockefeller là đông gì đâu. Mình là bị ghét cái chỗ đông người á, nhưng mà thôi mẹ mình tới với lại dẫn mấy anh chị đi coi nữa. Xong rồi chị đi qua cái đồng hồ của Saks Fifth Avenue. Trời ơi, Christmas Eve mà nó không bật. Xong rồi cái anh Sơn anh mới chạy ra anh hỏi cảnh sát, cảnh sát mới kêu là tại vì nó không thích nên là nó không bật. Lịch trình hôm nay của mình là mình sẽ chơi đi, xong rồi mình sẽ đi Starbucks, mình uống cái gì đó, hoặc là mình đi ăn sáng ở Tosti với lại Trinh Anh với lại mẹ mình. Bạn muốn Starbucks hả bạn? Hả? Bạn muốn Starbucks hả? Mình uống nước. Cái gì? Matcha. Ở đâu đó? Hả? Mình mới mua cái tripod để đầu tư cho kênh YouTube của mình. Mốt đi, mình sẽ làm YouTube channel cạnh tranh. Ê, mấy bạn biết gì không? Trang Anh vừa có podcast. Thôi. Mình... Thôi. Mình không tiện nói tên ở đây nhưng mà cái đó dài một tiếng mấy rồi mà mình đã nghe hết. Lần sau mình sẽ mời Cali lên podcast để Cali học tiếng Anh nha. Podcast của Trang Anh là full tiếng Anh luôn. Và mình chưa có ý định tới. Không sao, mình sẽ làm một episode chỉ tiếng Việt cho Cali được tới. Mình nghĩ ta là ai? Ta nói được không? Ok bro, no cap. À, sắp tới hứa hẹn với mọi người là mình sẽ có một vlog đi biển. Đi biển vào mùa đông sao? Chấm hỏi. Chờ đón ở video tiếp theo nhé. Vui lắm. Mình hôm nay là năm đầu tiên mình đón Giáng sinh ở Mỹ. Nói chung là nó chỉ khác một cái là quá lạnh. Lạnh mà mình bị đỏ cái tay mình luôn. Vì mình nên nghĩ mình có một cái yêu mất. Mọi người á từ khắp nơi đổ về New York để coi cái cây thông với lại đi ăn Giáng sinh á, là rất là đông luôn. Mà vui không chị? Mình thấy là khá là vui. Tại vì mọi người... Chắc không? Có. Chắc mọi người đi New York vào Giáng sinh. Mình nghĩ là mọi người nên đi New York vào dịp trước Giáng sinh, chứ đúng ngày Giáng sinh hoặc là Christmas Eve là nó rất là đông, là không có là suggest lắm. Nhưng mà biết gì không, Christmas là New York nó sale dữ lắm. Với lại fun fact mình mới biết là New York nó không có đánh thuế quần áo dưới 110 đô. Nên là tới và mua đồ. Mình thích nhất là hãng Brandy Melville.
personal opinion. Với lại mình thích mua của Uniqlo. Yes. À, mà lúc đầu á, mình trước khi mình qua đây mình ăn Giáng sinh á, mình tưởng là đúng ngày Giáng sinh là tuyết sẽ rơi như trong phim. Không. El Nino. Nên là không có tuyết, nhưng mà mình vẫn thấy tuyết mà kiểu tuyết như nó nhẹ nhẹ nhỏ mà nó rơi như là mưa rơi, mưa phùn. Không phải mưa phùn mà là mưa phùn mà dính gió nó bay nhòm nhòm á. Nói chung là cũng thấy tuyết nhưng không phải là tuyết như trong phim, kiểu như là rơi rồi rụp xong rồi ở dưới là đầy tuyết. Mình chưa có, có thể là tháng 2 hoặc tháng 3, nếu mà có mình sẽ quay một YouTube video khác. Oh my god. Bây giờ mình sẽ kể eyeliner, xong rồi mình đánh mascara, xong rồi mình highlight và xong. Chị ơi, em nghĩ là còn dặn cho mấy ly cà phê nữa. Chị đi ngủ với chị em gì không rồi? Chị ăn mấy uống với mình có một đêm mà chị ăn đồ hai. Ngủ với mình hai đêm. Có lý do lắm rồi. Không có gì, không có lý do. Tại sao lượng xài mascara mà? Thích gắn mi cái gì? Không đi. Không có xài gì. Mình hồi đó mình nhớ lộn lịch này về mình. Tuổi mẹ mình về ngày 7, thực ra mình về ngày 5. Nhưng mà cuối cùng mình có 4 ngày mình không làm. Có thể là mình sẽ lên New York chơi, nhưng mình hết tiền rồi. Hashtag broke college student. Nên ở common room của trường mình, trường mình là trường Steven Institute of Technology ở New Jersey, thành phố Hoboken, zip code 07030. Trường mình thì nghe xong hết sình như là mình đã nói ở video đầu tiên. Nói chung là mình rất là thích cái môi trường học ở đây, dù trường nó hơi nhỏ so với những trường mà các bạn mình học. Mình học Harvard nè mọi người. Ok. No cap. No cap, no cap. Thôi ai thèm hỏi Harvard. Nghĩa hả? Mà bạn biết nghĩa Harvard chứ gì. Trường mình thì tổng học sinh thì như cỡ 5.000 mấy cho undergrad. Nói chung là nó cũng không tới nổi nhưng mà nó nhỏ hơn so với những trường mà bạn mình học. Nhưng mà mình thích tại vì trường mình nó nhỏ là mình có thể biết được hết mọi người á, xong rồi mình có connection. Mình nói thiệt, với lại thành phố của Boken nó cũng dễ thương luôn á, dù mình chưa bao giờ đi vòng dọc chưa. Nhưng mà mình mới đi hôm nay lên đi gió không à. Mình mới đi hôm qua mà thấy rất là đẹp nha. Để sẽ có một video mình sẽ giới thiệu thành phố Hoboken. Không biết cái video này chừng nào mới ra nữa. Không biết là mình sẽ dành bao nhiêu lâu để mình edit. Mình đang xài mascara của Hair & Make. Rất là đẹp. Hình như hãng này là của Nhật. Nói chung là rất là curly với lại rất là thick. Biết mới kêu tao. Tao nhìn hiền quá làm MVP không được. Hiền. Nhìn hiền em ơi. Tại vì nó nghiêm túc tí. Có sao không? Sao dữ nè. Để không bụng lo cho nó tiêu đi. Thế bên này New York với lại Hồ Bù Kỳnh nó cứ bị nhiều mây á, không có nắng. Mà tự nhiên cái hôm nay được bữa nắng, quá trời nắng với lại trời cũng xanh nữa, nên là mình ngày tuyệt vời để chúng mình đi ra ngoài. Từ rồi ngày mai mình lại đi New York tiếp để mình ăn New Year Eve với mẹ mình. Đây là highlight yêu thích của mình. Mình đang xài của Too Faced. Cái này nó kiểu, đây là highlight dạng phấn nén á. Nói chung là mình rất là thích tự nhiên á. Nó không có bị chói quá, mà nó cũng không có bị kiểu bị là mình bị tối cái mặt mình quá. Bình thường thì mình sẽ đánh highlight ở ngay mũi với lại dưới cái bọng mắt. Rồi mình sẽ son. Hôm nay mình dùng set của Dior Lip Glow với lại Lip Glow Oil. Và bước cuối cùng là xịt khoáng. Đây mình đang xài mình đang xài cái xịt khoáng của Charlotte Tilbury. Thì lúc đầu mình đúng sợ thì mình sẽ không có hợp, thì da mình cũng dầu mà cái này nó đang kiểu nó quảng cáo là bóng, nó sẽ bóng lên, nên mình đúng sợ là da mình kiểu như một cái chảo dầu luôn, nên là mình mua
cái mini size thôi, và sau khi mình xài được 2 tháng mình thấy nó rất là hợp với mình, nên mình đã mua một cái size siêu bự. Mình mua, mẹ mình mua, mẹ mình tặng mình nhân dịp mẹ mình quê. Hello mọi người, đây là finished look của tụi mình. Hôm nay trời rất là đẹp nha, và chúng mình sẽ đi thay đồ thôi. Tụi mình đã tới tiệm đồ ăn sáng rồi. Mình sẽ ăn ở Toasty. Bọn mình đã ăn sáng xong, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng Hoboken chơi thánh ăn đá. Tụi mình sẽ đi vòng vòng Hoboken chơi xong rồi ngắm cảnh, rồi mình sẽ đi nấu ăn. Bây giờ mình sẽ vào Dunkin Donut để uống chai latte. Mình là đảo chai latte luôn á. Chắc anh đã order rồi, bây giờ mình sẽ qua đó mình ngồi mình đợi. Đây là Dunkin Donut. Mình uống cái này mỗi ngày tại vì cái này ở trên Boston có rất là nhiều. Tiệm đó hả? Má đi Boston, cứ Boston là cái Dunkin Donut. Ở đó là most popular coffee chain ở Boston. Còn mình đang uống chai latte. Mình uống cái caramel crease. Lần đầu tiên mình uống latte Dunkin Donut luôn. Yeah. Mình đang qua nhà anh bạn của mình để nấu ăn bữa ăn cuối năm. Bây giờ là 4:18 và nhìn cái trời tối thui, nhưng mà hôm nay được cái là nắng đẹp đó, chứ bình thường mùa đông mình ít có nắng lắm luôn, đúng không Trang Anh? Lạnh quá. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà anh xong rồi mọi người sẽ biết là mình sẽ nấu cái gì nhé. Cái đó nó dở, cái này ngon nè. Bây giờ tôi làm cho nó mát. Trời, móng tay cứng quá ta. Các ơi, Trang Anh đâu? Bí của anh xưa sao bằng hai quả bí dưới. Đúng không? Không hề. Mày chấp móng tao rồi. Roll the clip. Ai bữa nay chứ? Chấp móng rồi. Em mới hình như nó không biết rửa rau. Không biết rửa rau hả? Em biết mà. Nó không biết rửa rau không? Rửa ra có rửa bằng nước muối không? Đó. Dạ. Chặt răng ăn ngồi, ở nhà nó làm dẫu. Ê, nó ăn rau luôn rồi. Góc bên đây. Nó sáng á, mồm ta cũng dịch ra là spinach chứ mà. Đó. Dạ. Nó không có xương ạ, được cái đó. Nó không có đưa có mình nước thịt, xin đi. Nước mỡ.
mua. Trong lúc mọi người đang làm thì chúng mình sẽ ở đây để phục văn nghệ. Vụ văn nghệ. Mình nghe nhìn cái mắt chiều mới. Để giờ. Mày tiếp theo xin chào các ơi. Ê, cái này được. Mấy này hơi thiếu nụ cười nha bây. Vậy cậu vui không? Vậy cũng vui cô. Giỏi quá, nhiệm vụ của Trinh đi chợ là giỏi. Cảm ơn cô. Ăn đủ không ta? Đủ. Mấy kỳ cô còn mang bánh tráng qua đó. Không, chỉ làm nhà thiết kế thời trang. Nắm làm gì mẫu cho brand chứ. Chị Nga nâng đỡ chứ. Trời ơi, hội trường nha. Làm phóng sự giống vậy nè. Phóng sự. Hồi trước học làm ngoài luôn á, tao nhớ mình làm những cái màu xanh của cây thủ á. Nãy cá sống á nhảy xuống dưới sàn nè. Mình đã nấu ăn xong rồi, bây giờ mình sẽ ăn tối nha. Khúc này là tụi mình đã ăn xong rồi lấy đàn ra đàn hát, xong rồi ngồi nói chuyện tết này nọ lọ chai cuối năm, tụ họp kiểu vậy đó. Và đây chính là kết thúc video của mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho YouTube của mình. Và đừng quên follow Instagram của mình. Bye bye.